Xin chào bác, chào mừng bác đã trở lại với trang Chính Cổ Kỹ Sư. Trước tiên rất cảm ơn bác luôn quan tâm tới bên em và bên em trong suốt thời gian qua. Bác nào mà chưa kênh của em vẫn nút đăng ký kênh màu đỏ góc phải bên dưới video và nút biểu tượng quả chuông để mỗi khi lên kênh hệ thống cũng sẽ tự nhắn rất nhanh đến số điện thoại bác vì ngày nào hàng ngày đều video. Ngày hôm nay em giới thiệu bác là đôi kính dây băng Aviator size 84 mắt màu xanh hướng RV3 sản xuất thập kỷ 80. Cái dòng 58 và size 584 này thì rất là vừa với khuôn mặt của em 58 và 60, thì các bác thể áng chừng ra là khuôn mặt của bác như thế nào, ra làm sao. Mỗi phiên kính cái phần ngoái cổ, ngoái đầu, lắc đầu để quay ngang dọc chi tiết các bác nắm bắt được rất là rõ ràng luôn. Trước tiên vào phiên ngày nay thì em phải đính chính là một chút là duy nhất địa chỉ Kính Cổ Kính Xưa, duy nhất một địa chỉ là ngõ 390 đường Trường Chinh, Đống Đa, Hà Nội, số điện thoại là 0915666826, cũng là số điện thoại Zalo nhé. Duy nhất là địa chỉ trụ sở chính luôn. Còn không có cái chi nhánh nào ở Hà Nội và không có chi nhánh nào ở Sài Gòn cũng như các tỉnh miền Nam. Vì ngày nay rất nhiều đối tượng làm giả danh cái trang và kênh Chính Cổ Kính Xưa của em. Thì qua đây là gửi thông điệp luôn là không phải giả danh giả trang làm gì cả. Thích thì trồng 500 cổ Ánh Đức Phác Mỹ đây. Giá trị 5 triệu đây nhá, hàng chuẩn A1 nhá. Còn những kênh đấy là hay bán cái hàng sản xuất tại châu Á, Nhật và một số nước khác như Macau, Hồng Kông, Trung Quốc, Tàu, Amateur, Campuchia, Singapore đều là hàng tái bản của thập kỷ 90, 2000, 2010, không tính tiền. Nếu nó xác định là chơi phải chơi 500 miếng cổ là hàng chính hãng sản xuất khi chuẩn A1 nước thứ nhất, gác tay gác đồ xem bên nào thắng thuộc bên đấy, giống như triển chiêu thách công nhân thách đấu với ngũ tử đấy, cứ solo 1-1 đi, cuối cùng là triển chiêu thắng. Thế phải chơi về thế chứ, việc gì mà cứ phải là núp bóng rằng là giấu địa chỉ ghi mỗi số điện thoại không thôi. Đấy, đã là người chơi đồ cổ xưa theo luật đại gia hồ xưa chứ, nó mới thấy nó đẳng cấp chứ, nên luôn luôn liên tiếp bán từ xa bất kể ngày đêm mà chơi đã chơi gắt tay gắt tay của túi đêm thì nó máu chứ. Còn dây băng Aviator size 84 nhá, chữ sơn trắng này và hai bên góc 3 giờ 9 giờ có chữ chặn BNL này, đỉnh cầu trên là B, là dây băng USA này, rất rõ ràng nhá, rất mới rất đẹp này. Con này nguyên zin toàn bộ, đồ mới cực cao, nó phải 94-95%. Ở gầm cầu dưới thì nó có chữ B là dây băng 584, có nghĩa là size 5814. Rất mới rất đẹp. Nó bác nào mà xem video mà cảm thấy chưa rõ ràng thể yêu cầu em gửi ảnh trực tiếp vào Zalo. Nó chụp từ 30 đến 40 cảnh kèm theo video ngoài trời phản ánh đúng chân từng chân thực kính đó và sản phẩm đó là như thế nào. Về giá cả thì hồ sơ cho rõ cực kỳ êm ái. Đấy. Giá là 4.800.000 còn là 4.800k. Tức dòng dây băng em về rất nhiều, nên chính vì thế là không phải một cây lên đi lên lại đâu nhá. Vì một lô kính dây băng mỗi lần lên về là thông thường là ít nhất là vài chục cái, có thời điểm là lên về phát mấy trăm cái, cho nên là không phải là một cái kính lên đi lên lại đâu. Tối thiểu một lần về là cái tối thiểu phải 4-5 chục cái dây băng đấy, đấy là thấp nhất, còn có thời điểm mà về khoảng 4-500 cái đấy. Chính vì thế đó là em phải nói rõ ràng là các bác luôn. Và nhưng mà em, quan điểm của em từ xưa nay là em cũng lên kính là hầu như em sẽ lên từng cây một, chứ em không lên theo kiểu như là lên một lô kính như là 39 cái, 79 cái là xong là trà trộn hàng tàu hàng Trung Quốc giả là amateur lùng tùm la vào. Và mua bán của những người con gái mà là vô số điện thoại mà không có địa chỉ, mà kể cả số điện thoại tam quy tứ quý không nên, kể cả đứa con trai mà không có địa chỉ mà thay đổi địa chỉ mà mua số điện thoại không, những trang mạng xã hội như Facebook và nhiều trang khác cũng không nên, bởi vì rủi ro rất cao, rất nhiều ngay bị dính hàng giả hàng nhái. Những đối tượng đó mua bán hay hẹn ở đường, hẹn linh tinh, hẹn lung tung đấy, xong hẹn Hồ Lan Bá, Hồ Thiển Quang, Hồ Văn Quán, toàn địa chỉ amateur cả khắp Hà Nội, rất nhiều anh em bị dính rồi đấy. Đây là dây băng Aviator sản xuất tại Mỹ thập kỷ 80 nhé, đấy, nguyên zin toàn bộ, cho độ mới cực cao nhé, mà có giá là 4.800.000. Còn nếu mà hàng sản xuất tại Nhật, một số nước châu Á thì giá thành rẻ hơn nhưng chất lượng kém hơn. Các bác có thể so sánh như quần bò Levi's hay là Timberland hay là Tommy. Nếu bác mua ở Mỹ thì giặt nó không bao giờ bay hồ, còn nếu mà mua tại Nhật hay một số nước châu Á khác thì giặt một lần nó bay hồ, thứ hai khi giặt ra thì nó phai cái nước màu xanh xanh đấy. Nếu mà chơi đồ hiệu hay quần áo đồ hiệu thì sẽ bị hiểu ngay. Em khuyên cáo là mua kính cổ đồ xưa nên mua người con trai tốt nhất thì người ta am hiểu sâu rộng hơn, chứ đứa con gái mà ví dụ nhiều đứa nó lưu manh, em thuê đứa con gái là mặc nó hở ngực trễ ngực thì các bác toàn để ý cái phần đấy không bị món đồ, thế là hay bị dính vào hàng giả nhái lắm. Dây băng Amor rồi kính cơn, rất nhiều anh em bị dính đấy. Còn bên em mua bán rất là rõ ràng về hình thức mua bán, là thời gian bán hàng cực kỳ rõ ràng, luôn luôn ghi bên dưới video thời gian bán hàng cực kỳ thoải mái, từ 7 giờ sáng đến 11 giờ tối mà tất cả ngày trong tuần, không nghỉ ngày nào của ngày lễ Tết. Chỉ có duy nhất điều kiện là đến với điện thoại trước thì em sẽ liên kết bán từ xa, lắng nghe thấu hiểu tư vấn cố vấn chuyên gia đồ cổ xưa, đó là giá trị cực lớn. Và khi mua sức đồ cổ xưa lâu năm, có điện thương hiệu uy tín 20 năm 30 năm, ngay cả số điện thoại là hơn 20 năm rồi, thì bác mua đâu mua nên chọn địa chỉ lâu năm, đó là kinh nghiệm mua bán trong nước và ngoài nước của em những năm tháng buôn ba nước ngoài, em có lựa chọn như thế.
toàn tìm cái địa chỉ lâu năm. Ngay cả khi ra nước ngoài mua rượu ngoại nhá, cũng phải thế. Vì rượu ngoại nó có hai phần, phần chuẩn A1, chuẩn A2. Hiện nay ở Việt Nam một số các showroom ở Hà Nội cũng Sài Gòn hay bán cái rượu ngoại, nhưng mà rượu ngoại nó đa phần là hàng của Singapore sản xuất, hàng chuẩn A2 thôi. Chứ còn nếu mà hàng chuẩn A1 ấy thì đắt hơn mà rượu uống sẽ ngon hơn. Còn hàng chuẩn A2 thì rượu nó nồng hơn, độ ngon nó không bằng. Quần áo hàng hiệu, đồ cổ đồ xưa cũng thế thôi. Đấy, quần áo đồ cổ đồ xưa hàng hiệu mà hàng chuẩn A2 thì sẽ nhanh phai màu bay màu hơn so với hàng chuẩn A1. Chuẩn A1 độ bền kịch cao. Vâng, lần nữa rất cảm ơn, xin chào bác, hẹn gặp lại bác phiên sau. Nhưng phiên này rất nhanh thôi, bởi vì là em triển khai 6 năm trên YouTube rồi, bán tại nhà là hơn 2 năm rồi. Thế là em chỉ chia sẻ rất là nhanh. Và xin chào tất cả các bác, hẹn gặp lại phiên sau nhé.